Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Canh Thìn, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành niên mệnh Bạch Lạp Kim ngày Canh Thìn, tức chi sinh cho can, có nghĩa là thổ sinh cho kim, và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm Bạch Lạp Kim kỷ tuổi Giáp Tuất Mậu Tuất ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân, thành thủy cục, xung với Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỵ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Nguyệt Đức, tốt về mọi việc, sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Kính Tâm, tốt đối với an táng, sao Hoạt Điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao Lục Hợp, tốt mọi việc, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Nguyệt Hư hay còn gọi là Nguyệt Sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng. Và đặc biệt trong ngày 18 tháng 8 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, xấu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn, cho nên với bạn tuổi Tý trong ngày này bạn không gặp bất kỳ cái khó khăn gì trong công việc của mình nhé. Và bạn tuổi Tý, bạn chỉ cần tiếp tục giữ tinh thần bình tĩnh, lạc quan, chắc chắn bạn sẽ có một ngày chủ nhật, một ngày làm việc hiệu quả và bình yên với mình nhé. Đây cũng là cái thời điểm rất chi là tốt, rất chi là thích hợp để cho bạn tuổi Tý đưa ra những cái quyết định đầu tư hoặc là kinh doanh cho mình đó. Và bạn tuổi Tý, bạn có thể gặp được một vài cái đối tác đáng tin cậy, và bạn hãy duy trì cái mối quan hệ hợp tác làm ăn tốt đẹp giữa hai bên nữa bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cho nên bạn mệnh tuổi Tý, bạn cần phải quan tâm hơn đến cái vấn đề gia đình của mình. Và bạn tuổi Tý, bạn không nên lơ là đi những cái khúc mắc nảy sinh giữa hai vợ chồng, đôi bên cần phải thẳng thắn trò chuyện với nhau nhiều hơn bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, một ngày yên bình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, thích hợp đầu tư. Tử vi tuổi Canh Tý
thuộc thổ, gặp được đối tác. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, quan tâm gia đình nữa rồi. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu, cái vận trình của bạn đang chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tương phá gây ra. Và bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn sẽ gặp phải trục trặc trong sự nghiệp của mình lắm nhá. Mọi chuyện có thể không tiến hành đúng theo cái kế hoạch mà bạn tuổi Sửu đã lập ra từ trước. Cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi Sửu cảm thấy buồn bực và chán nản nữa rồi. Ngoài ra, trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải chú ý và đề phòng những kẻ đang có cái ý đồ xấu xuất hiện quanh quẩn bên cạnh bạn nhé. Có thể những kẻ tiểu nhân này sẽ khiến cho cái công việc của bạn tuổi Sửu đang làm gặp nhiều khó khăn, hoặc là khiến cho bạn bị chậm tín độ đối bạn tuổi Sửu nhé. Và trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này khuyên bạn mệnh tuổi Sửu nên kiềm chế cái bản tính nóng nảy, bướng bỉnh, hiếu thắng của mình lại. Và bạn tuổi Sửu, nếu như bạn thấy công việc của mình đang làm vấp phải cái sự phản đối của nhiều người, thì bạn tuổi Sửu, bạn cần phải bình tĩnh, suy nghĩ kỹ lại, không nên tiếp tục cố gắng, cố chấp không nghe ai mà lại hỏng công việc bạn tuổi Sửu nhá. Và đặc biệt trong ngày 18 tháng 8 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỳ, mồng 5, 18, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Vì vậy với bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang có cái điểm báo xuất hành không được thuận lợi, có cái sự va chạm, rối rắm, tranh chấp, cãi cọ, tai nạn bất ngờ nữa bạn tuổi Sửu nhá. Và bạn tuổi Sửu trong ngày này cũng không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, xây cất nhà cửa, hay là ký kết hợp đồng, hay là xuất tiền lớn trong ngày bạn tuổi Sửu nhá. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, công việc trục trặc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, chú ý làm việc. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, bướng bỉnh, hiếu thắng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, lắng nghe lời khuyên nợ. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Dần, bạn đang phát triển rất chi là tốt trong những cái công việc thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nghiên cứu và dịch vụ nữa nhé. Và bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn hãy thể hiện cái điểm mạnh của bản thân mình. Chắc chắn bạn sẽ trở thành cái tấm gương sáng cho người khác noi theo nữa. Tuy nhiên, trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, trong cái phương diện sự nghiệp, tài năng của bạn không phải là tất cả. Và bạn tuổi Dần, nếu muốn thăng tiến nhanh chóng hơn trong cái sự nghiệp của mình, bạn cần phải chú ý để xây dựng cái mối quan hệ với đồng nghiệp được tốt đẹp hơn, không nên quá mức lạnh lùng, bỏ ngoài tai cái lời nói của mọi người bạn tuổi Dần nhá. Và trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cho nên với bạn tuổi Dần đang có cái điểm báo, có cái sự mâu thuẫn giữa bạn với con cái của mình,
các con có thể không phát triển theo đúng cái định hướng mà bạn đã vạch ra từ trước, nhưng bạn đã lấy đó làm cái bực bội và bạn tủi dần. Bạn hãy lắng nghe lời con cái giải thích trước đã bạn tủi dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy được ngưỡng mộ, tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa phát huy khả năng, tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ quá lạnh lùng, tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc xây dựng mối quan hệ, tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim gia đình mâu thuẫn. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được ngày có tam hội giúp sức, cho nên với bạn tuổi Mão có thể bạn nhận ra rằng những cái kế hoạch trước đó của mình đang có được những cái bước phát triển đáng mừng rồi đó. Và bạn tuổi Mão, bạn mệnh cảm thấy tin tưởng vào cái khả năng nhìn nhận đánh giá của bản thân mình hơn trước rất chi là nhiều nhá. Trong ngày này với bạn tuổi Mão, quý nhân xuất hiện có thể giúp cho bạn tuổi Mão khắc phục được những cái vướng mắc đang quằn ở trước mắt, và sau khi vượt qua được những cái khó khăn này, bạn tuổi Mão chắc chắn bạn sẽ thấy cái con đường tương lai của mình trở nên bằng phẳng và sáng sủa hơn rất chi là nhiều bạn tuổi Mão nhá. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Mão, bạn cần phải tự tin hơn vào những cái năng lực của bản thân mình. Bạn tuổi Mão, bạn hãy xác định cái điểm mạnh của mình để tiếp tục cố gắng phấn đấu, đồng thời đặt ra cái đích đến tham vọng hơn cho chính bản thân mình nữa bạn tuổi Mão nhá. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, cần tự tin hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc thổ, tham vọng hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, khắc phục khó khăn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, gặp gỡ quý nhân. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình, cho nên với bạn tuổi Thìn, bạn đang trở nên cực kỳ là cố chấp. Bạn tuổi Thìn, bạn tự đặt ra những cái nguyên tắc cho riêng mình và chẳng muốn ai xen vào cái công việc của mình cả nhá. Bạn tuổi Thìn, bạn mệnh còn cho rằng mình làm việc độc lập còn nhanh hơn cái việc phối hợp với mọi người rất chi là nhiều nữa. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn, bạn tỏ ra khá chi là độc đoán khi luôn yêu cầu người khác làm theo ý của mình. Nếu có ai đó phản đối thì sẵn sàng đối đầu ngay lập tức luôn nữa. Và cái tình hình này khiến cho bạn tuổi Thìn, cái môi trường làm việc của bạn trở nên khá chi là căng thẳng, không ai muốn tiếp xúc với bạn nữa đâu đó bạn tuổi Thìn nhá. May mắn là trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa bạn mệnh với nửa kia rất chi là hòa hợp. Và bạn tuổi Thìn, bạn có được một người vợ, một người chồng biết cách lo lắng, biết cách quan tâm. Đổi lại, bạn cũng cần phải lắng nghe cái sự quan tâm của người ấy nữa bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tính tình cố chấp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, dễ gây tranh cãi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, ép
buộc người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, vợ chồng thấu hiểu. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, làm việc căng thẳng đợi. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 6. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường màu vàng, màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp ngày có Tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Tỵ phải trải qua một ngày không được mấy may mắn với mình nhé. Bạn tuổi Tỵ, bản mệnh có thể sẽ gặp phải những cái tình huống chia bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi ở nơi công sở vào ngày hôm nay đó. Và tốt nhất, bạn tuổi Tỵ, bạn không nên tham dự vào những cái phi vụ như thế này nhé. Bạn tuổi Tỵ, bạn không nên ham những cái lợi ích trước mắt, đừng mong mình không tốn công sức mà lại được hưởng cái thành quả lao động của người khác đó. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy làm việc một cách chăm chỉ và chân chính, rồi bạn sẽ được nếm cái trái ngọt do chính bàn tay của mình trồng nên nhé. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ cũng đang có được cái sự may mắn. Bạn mệnh có một ngôi nhà khá chi là yên bình, gia đình đúng là nơi nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi đó. Và bạn tuổi Tỵ, bạn chỉ cần về đến nhà nhìn thấy người thân là bạn đã cảm thấy rất chi là thoải mái và dễ chịu hơn rất chi là nhiều nữa rồi bạn tuổi Tỵ nhá. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tranh chấp nơi công sở. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, không nên kích động. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, yêu thương gia đình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, chăm chỉ làm việc. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, không nên tham lam. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 6, số 7. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn, bạn đang gặp ngày có họa sinh cho thổ vượng, cho nên với bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay đang xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao rất chi là tốt đẹp nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh luôn sẵn sàng giúp đỡ và quan tâm đến mọi người. Chính vì vậy mà bạn tin rằng nếu mình có gặp khó khăn thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều người giang tay giúp đỡ cho bạn nữa. Và bạn tuổi Ngọ, với bạn tính hào hiệp và thẳng thắn, cái điều này cũng giúp cho bạn đang có được những người bạn rất chi là tốt bụng ở bên cạnh. Có những cái việc khó có thể thẳng thắn với người thân, bạn luôn tin tưởng tâm sự với bạn bè trước để tìm ra cái cách giải quyết đúng đắn nữa đó bạn tuổi Ngọ nhá. Và xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này không thích hợp để cho bạn thực hiện những cái công việc đã được lên kế hoạch từ trước. Chính vì thế có cái công việc trọng đại thì bạn mệnh nên chọn cái thời điểm khác phù hợp hơn để tiến hành nhé. Và đặc biệt trong cái ngày 18 tháng 8 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, chính vì vậy mà bạn tuổi Ngọ không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại nhé, như thế là cưới hỏi, xây cất về nhà cửa, hay là ký kết hợp đồng quan trọng, hay là xuất tiền lớn trong ngày bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, không nên làm việc trọng đại. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, tin tưởng bạn bè. Tử vi tuổi Canh Ngọ
thuộc thổ, nhiệt tình với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, gia đình hài hòa. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp ngày có thương quan giáng họa, cho nên với bạn tuổi Mùi rất dễ vướng vào những cái sự tranh chấp với cấp trên trong ngày nhé. Và bạn tuổi Mùi, bạn không nên đẩy những cái mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không bạn mệnh chính là người phải chịu thiệt thòi đó. Bên cạnh đó, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp ngày có thổ vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Mùi, bạn hãy gạt bỏ những cái suy nghĩ cố hữu, bảo thủ trong đầu mình. Bạn hãy cởi mở hơn khi lắng nghe ý kiến của mọi người và suy nghĩ xa hơn. Như vậy thì bạn còn có cái sự thăng tiến nhanh hơn bây giờ đó bạn tuổi Mùi nhá. Và bạn tuổi Mùi, nếu có ý định xuất hành đi xa vào ngày hôm nay thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam để tăng thêm cái vận may cho mình. Như vậy, công việc của bạn cũng có phần được thuận lợi hơn, đặc biệt là cái việc ký kết hợp đồng làm ăn sẽ tìm được cái mối đầu tư béo bở với bạn trong ngày đó. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, mâu thuẫn với cấp trên. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, nên biết kiềm chế. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, lắng nghe người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, suy nghĩ bảo thủ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, suy nghĩ cởi mở hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thân á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn, cho nên với bạn tuổi Thân, bạn có được một ngày làm việc vô cùng là năng suất, mọi công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước, khiến cho bản mệnh cảm thấy tự tin và hào hứng hơn rất chi là nhiều. Và bạn tuổi Thân, bạn cũng nhận ra có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cho bạn trong công việc ngày này nữa nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Thân, cái việc thi cử cũng diễn ra khá chi là thuận lợi với bạn mệnh. Chỉ cần bạn ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ được tinh thần bình tĩnh trước khi bước vào phòng thi thì không có cái điều gì mà bạn không thể vượt qua được. Bạn tuổi Thân, bạn hãy tự tin rằng mình không hề kém cỏi bất cứ ai nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia cũng vô cùng là hòa hợp. Bạn thường chia sẻ với vợ hoặc là chồng của mình với nhiều cái khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống. Từ đó mà đôi bên sẽ tìm ra được cái cách giải quyết phù hợp nhất. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, làm việc năng suất. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, công việc đúng tín đồ. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, thi cử thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, tin tưởng bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, vợ chồng hòa hợp. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim,
màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn đang có được cái sự tác động của nhị hợp, cho nên công việc của bạn tuổi Dậu tiến triển khá chi là thuận lợi. Tuy nhiên, với bản mệnh tuổi Dậu ngày này lại thường hay băn khoăn, do dự, cho nên mọi khi đưa ra những cái quyết định thành ra sẽ thay đổi và thiếu đi cái sự quyết đoán đối với bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Dậu, các mối quan hệ xã hội bạn biết và coi trọng được những người đối xử thực tốt với mình. Với những người đang có những cái ý đồ xấu tiếp cận với mình, bạn thường chọn cái cách không để tâm đến. Chính vì vậy mà ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu không gây thù chuốc oán với ai cả đoạn. Và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ gia đình của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay rất chi là yên bình nhá. Bạn tuổi Dậu, bạn và nửa kia luôn tâm sự với nhau tất cả mọi cái chuyện, bất kể là chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nhờ vậy mà đôi bên luôn có được cái sự thấu hiểu lẫn nhau và trở thành cái động lực để cùng tiến về phía trước nữa rồi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, quý trọng người quen. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, không vướng thị phi. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, không gây thù chuốc oán. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, vợ chồng gần gũi nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên với bạn tuổi Tuất đang gặp phải nhiều cái rắc rối, trở ngại trong sự nghiệp của mình nhé. Và bạn tuổi Tuất, nếu có bất cứ cái sai sót gì xảy ra mà lỗi thuộc về mình thì bạn hãy dũng cảm, chịu trách nhiệm và tìm cách khôi phục, không nên đùn đẩy cho người khác bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày này, đối với những bạn làm ăn, kinh doanh buôn bán thì không nên ký kết hợp đồng vào ngày hôm nay, bởi nhiều cái khả năng cái mối đầu tư của bạn sẽ gặp thất bại hoặc là không được thuận lợi. Cho dù bạn có tham vọng lớn đến đâu đi nữa cũng cần chờ cái thời điểm thích hợp bạn tuổi Tuất nhé. Và ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi Tuất cần phải chú ý nhiều hơn tới cái vấn đề sức khỏe của mình, cũng như là cái chế độ ăn uống của mình sao cho phù hợp, tránh cái việc làm việc quá sức và nghỉ ngơi không điều độ, dẫn đến rất dễ mắc bệnh và hại đến đường tiêu hóa lắm bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, sự nghiệp trắc trở. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, dám nhận trách nhiệm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, không nên đùn đẩy. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, không nên đầu tư. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, chú ý sức khỏe. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 9, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cho nên với bạn tuổi Hợi,
bạn cần phải đề phòng những người đang tiếp cận với mình có cái ý đồ không lành mạnh nhé. Cho dù thấy mình được nhiều đối tượng khác giới để ý, cũng đừng có vội vui mừng nữa. Và bạn tự hỏi, thường thì cái chuyện tình cảm bắt đầu vào ngày hôm nay sẽ không quá thuận lợi với bạn đâu nhé. Trong ngày này, đối với những bạn đã có gia đình rồi thì cần phải chú ý đến tình cảm, đến cảm xúc của nửa kia. Và bạn tự hỏi, bạn không nên tự ý làm theo ý của mình. Bạn nên hiểu rằng vợ chồng lúc nào cũng cần có cái sự thống nhất thì gia đình mới thực sự được hạnh phúc bạn tuổi Hợi nhá. Còn về cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Hợi, trong ngày chủ nhật này, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở cho bản mệnh tuổi Hợi, bạn không nên quá kích động, ngang ngược và tránh hết sức cái sự mâu thuẫn với cấp trên. Nếu không, bạn sẽ rất dễ vướng vào rắc rối, thậm chí là để cái việc này ảnh hưởng đến cái tiền đồ của mình về sau này nữa đó bạn tuổi Hợi nhé. Và đặc biệt ngày 18 tháng 8 năm Canh Tý này, ngày này là ngày nguyệt kỳ, vì vậy mà bạn tuổi Hợi trong ngày này không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại nhé, như thế là xây cất này, cưới hỏi này, ký kết hợp đồng hay là xuất tiền lớn trong ngày nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, giữ khoảng cách với người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, quan tâm nửa kia. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, gặp đào hoa dữ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, tránh kích động. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, công việc gặp rắc rối độ. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.